cho Tào Tháo tôn quyền chặt đầu Quan Vũ dâng cho Tào Nghị. Sau khi Tào Tháo nhận được thủ cấp của Quan Vũ, dùng trầm hương mô phỏng lại cơ thể ông, an táng ông tại Lạc Dương theo lễ nghi của một chư hầu. Tiện để đập tan âm mưu của Tôn Quyền, còn có Lưu Bị, còn có Khổng Minh, chính chúng đã hại chết Quan Vũ. Cậu đúng là một nhân tài. Toàn bộ trẻ em trong lớp đều bị cô giáo bỏ thuốc, duy nhất chỉ có một cậu bé lập tức ngửi ra mùi lạ trong canh. Dưới sự giám sát của cô giáo, cậu giả vờ uống canh, rồi nhân lúc cô giáo không chú ý, lén nhổ canh xuống đất. Sau khi ăn xong, tất cả học sinh đều ngủ thiếp đi. Ngủ hết chưa? Yên tâm đi, thuốc anh đưa hiệu quả lắm. Hóa ra cô giáo bỏ thuốc học sinh là vì sợ họ quấy rầy chuyện tốt đẹp của mình. Tuy nhiên hai người không phát hiện, lúc này cậu bé đó không có ở trên giường. Đợi đến khi bọn họ say sưa mặn nồng, cậu bé lấy trộm quần áo của họ đem ra sân đốt cháy. Cái gì cháy thế? Không cần phải đứng lại cho tao. Cậu bé bị hiệu trưởng giật đuổi. Trong lúc hoảng loạn, cậu chạy vào một toa xe bỏ hoang. Nào ngờ vô tình nhìn thấy một vụ án giết người, hung thủ lập tức giơ súng lên chuẩn bị giết người bịt miệng, nhưng bị ông già bên cạnh cản lại. Ông ra hiệu cho cậu bé nhanh chóng rời đi. Sát thủ không tránh khỏi có chút lo lắng. Tôi không thể ăn nói với mặt người, một đứa trẻ thôi, không có chuyện gì đâu, thêm một xác người mới không biết ăn nói thế nào. Tuy nhiên cả hai đều không ngờ cậu bé đột nhiên quay lại, trên tay còn có một chiếc khuyên tai. Ông già nhìn lướt qua, phát hiện chiếc khuyên tai này là của thi thể nằm dưới đất. Thế mà mình lại bất cẩn bỏ qua, không ngờ khả năng quan sát của cậu bé này tinh vi đến như vậy. Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ chi tiết này. Ông già chợt cảm thấy như nhặt được kho báu. Với sự hiểu biết của ông về môi trường xung quanh, cậu bé này chắc chắn đến từ cô nhi viện bên cạnh. Thế là ông lập tức có một ý nghĩ. Cháu tên gì? Không biết nói chuyện à? Vậy thì tên Mặc, ông họ Lâm, sau này cháu theo họ ông. Nhớ chưa? Tên gì? Lâm Mặc. Vài năm sau, Lâm Mặc theo sư phụ vào nghề làm người quét sạch đường phố.